mở ra mở. Sao nhìn chăm chú vậy? Có phải có phát hiện gì không? Cô có cảm thấy tư thế của con gấu này rất dễ thương không? Tay phải nắm tay trái, chính giữa thì bỏ trống. Tư thế như vậy có ý nghĩa gì chứ? Hình như là muốn ôm hay là ẵm một cái gì đó. Hay là để tôi thử lên mạng kiểm tra coi có tiệm quà lưu niệm nào dùng gấu để làm chủ đề không? À cũng được, cảm ơn. Nè, phần in hạn sử dụng của gói sô-cô-la này đã bị xé rách, còn dính lớp bông màu xanh nữa. Rất giống với chất liệu khăn choàng của con gấu này. Cảm của con gấu này bị mất rồi, giống như bị giật cứng dây ra. Chính xác. Bây giờ còn lại con này chưa có gì hết. Tìm được rồi, đúng là một tiệm sử dụng gấu để làm chủ đề. Hộp quà của nó giống y như của Cherry vậy. Bây giờ còn thiếu chai nước trái cây. Đâu có bị mất, chai nước trái cây vẫn còn. Chai này là nước suối mà. Chính vì là nước suối. Coi nè. Vậy thì đầu của con gấu không muốn nghiêng qua một bên cũng không được. Chai nước lớn hơn chai nước trái cây, cố tình nhét vô đó, đương nhiên đầu của con gấu sẽ bị nghiêng qua một bên rồi. Tức là có người lấy chai nước trái cây đổi thành chai nước suối có chứa cyanide. Có lẽ sau khi Cherry nhận được hộp quà đã lấy thức ăn ra, đặt ba con gấu lên ghế sau, còn lại kẹo, sô-cô-la thì giữ lại trong hộp quà, rồi bỏ luôn vài chặt của mình vô tổng, đem cả hộp đó bỏ vào cốc sau. Nhưng mà cậu đã lấy chai nước suối đó ra. Có nghĩa là chai nước cyanua này có xuất phát từ hộp quà. Không phải, phải nói là bị người ta đánh tráo mới đúng. Mà có cô chai nước giống y như loại ở xưởng phim, có nghĩa là không phải người ở tiệm lưu niệm làm. Tôi suy đoán tên hung thủ đã âm thầm đến xưởng phim lấy chai nước suối đó, rồi áp dụng nguyên lý kẻ hở bỏ cyanua vào chai nước suối. Đợi khi có người tặng quà cho Cherry, nhưng lúc Cherry không để ý đã lấy chai nước trái cây đó đổi chai nước suối chứa chất độc vô trong. Sao anh thật? Madame à, chú Xuyên đã tìm được tiệm bán quà rồi, nhưng hôm nay họ nghỉ không có mở cửa cho nên không tìm được gì. Ngoài ra tôi và cậu Thạc đã tới quầy tiếp tân của xưởng phim kiểm tra, họ lục lại hồ sơ hôm xảy ra vụ án, không ai tặng quà cho Cherry. Tôi định đi hỏi Rosa lần nữa, có khi nào làm fan ở ngoài cửa tặng quà cho cổ không? Không à, có phải muốn khắc sư kỳ tại kỳ không? Cô à, không phải tội kỳ, là tiểu kỳ đó, không phải sư kỳ mà là siêu. Chấm này là chữ y thôi. Em biết tại sao không có đăng ký người tặng quà cho Cherry rồi. Chẳng phải trên hộp quà đó có một tấm thiệp ghi là Tu Si Miu hả? Ừ. Cho nên chúng ta chủ quan cho rằng món quà này tặng cho Cherry Miu. Nhưng thật ra lúc người đó viết chỉ chấm đại một chấm lên trên này, cho nên chúng ta nhìn vào tưởng đâu là em ai yêu. Đúng ra chấm đó là chấm ở chữ cuối, nó thuộc về chữ Y này, còn chính giữa là chữ Dương. Vì vậy nó thuộc chữ Mai chứ không phải Mậu. Tên tiếng Hoa của Mabel là Mai Thiên, cách phiên âm của chữ Thiên là Chin, ghi ngắn gọn là chữ Xiên, cho nên đúng ra là Tu Si Mu. Có nghĩa là rất có thể hộp quà này là tặng cho Mabel. Ừ. Anh Thẩm đang ở đâu vậy? Vừa mới rời khỏi quầy tiếp tân, chuẩn bị đi tìm Rosa. Lập tức quay lại coi hôm xảy ra vụ án có ai tặng quà cho Mabel không? À, tìm được rồi. Hôm đó khoảng 11 giờ mấy, có một công ty quà tặng gửi một hộp quà chuyển cho Mabel, nên chúng tôi đã nhờ nhân viên mang vô phòng trang điểm rồi. Cảm ơn. Họ có một phòng trang điểm chuyên dùng. Tôi nhớ hôm đó Mabel quay cảnh bắn súng qua MTV. Ai ngờ đã bị hiệu ứng nổ bom làm cô bị dính đầy máu, nên cô đã đi tắm. Cô còn kêu tôi đi lấy bộ đồ khác cho cổ thay nữa. Khi tôi quay lại đã nhìn thấy hộp quà đó nằm kế bên hộp trang điểm của Mabel rồi. Chị Cherry. Chà, chị gấu nữa hả? Còn nhỏ lắm sao? Nè, không phải chứ, ghi rõ là Simil mà. Vậy tức là Cherry Mil, tức là của tôi rồi. Sao lại để chỗ của người ta vậy? Người này có biết tiếng Anh không chứ? Có nhầm lẫn không đây? Quá đáng thiệt để lung tung à.
Vậy cô có nói chuyện này cho Mabel biết không? Đương nhiên là tôi không dám nhiều chuyện. Có nghĩa là chưa bao giờ Mabel nhìn thấy hộp quà đó, phải không? Dạ phải. Sao hả anh Thận? Madam, cô manh mối. Thì ra hộp quà đó tặng cho Mabel thật. Chưa đi tưởng đâu tấm thiệp trên đó là tặng cho cổ nên mới ôm cả hộp đi. Tức là chúng ta đoán không sai, Jerry đã thật sự chết thay cho Mabel. Có lẽ hôm nay Mabel sẽ ở Thái Lan rồi. Tôi sẽ lập tức gọi cho cổ. Anh đi lấy cho. Alo. Chào cô Mai, tôi là Madam Mã ở tổ phòng án thật yên. Madam, đã có chuyện gì vậy? Tôi có chuyện muốn tìm cô để nói. Đó là bây giờ tôi phải tranh thủ về nhà thay đồ đi dự tiệc. Đã mất đi rồi. Không phải, tôi nghi ngờ cô. Mabel, ha, em thích coi chị đóng phim lắm đó. Em cũng vậy đó, chụp tấm hình đi. Đúng rồi. Cũng được. Sao hả anh Thẩm? Ở đại phố, ok. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Tôi đã tới dưới nhà của Mabel rồi. Tôi cũng sắp tới rồi, hai người lên trước đi. Dạ rõ. Không lẽ chưa về sao? Mabel, mở cửa đi, cảnh sát đi. Bị dao đang vào bụng trọng thương, lập tức đi xe cấp cứu và cảnh sát tới chi viện. Số xe AV6789. Xe nghi phạm điều khiển mang số AV6789 thoát khỏi hiện trường. Cảm ơn anh Thành. Margo đã bị phục kích bị thương nặng rồi. Không ngờ hung thủ nhanh hơn chúng ta một bước. Lúc anh Thẩm đến nhà của Mabel, nhìn thấy hung thủ mới lên xe. Số xe là AV6789. AV6789. Để đặt xe này rồi. Nghiêm trọng dữ vậy. Abel. Ivan. Em sao rồi? Có bị thương không? Còn anh? Sang chảy kìa. Mau ra ngoài. Mau ra ngoài đi. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như
Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.